ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកកពតណាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅស្គាល់កន្លែងលក់នំចេកអាំងប្រទេសណាហើយសម្រាប់នំចេកអាំងប្រទេសនេះដែរគឺកម្រមានអ្នកលក់ណានៅក្នុងខេត្តយើងណាយើទៅវាសម្បូរមានតែនៅខាងភ្នំពេញហើយនិងខាងបាត់ដំបង ហើយចំពោះចេកអាំងប្រទេសនេះដែរគឺតម្លៃមួយប្រទេសវាដាក់អាំងហ្នឹងគឺតម្លៃ500ហើយមួយកញ្ចប់មួយថងដែលគាត់ដាក់ហ្នឹងគឺមាន5នំគឺ2500មួយថងណាចុះចាប់នំកញ្ចប់ទៅប្រហែលជាម៉ោងមិនដល់2 10ហ្នឹងអូចា2 10ជាងម៉ោង1ហ្នឹងចាប់ដើមអាំងវាហើយកន្លែងចេកអាំងភាគច្រើនគេហៅថាម៉េចចាកន្លែងចេកអាំងភាគច្រើនភ្ញៀវគាត់មកគាត់ហៅថាម៉េច ខាងនំបញ្ចុកសរគាត់ហៅថានំបញ្ចុកសរនំបញ្ចុកសរអញ្ចឹងហ្នឹងសំណុកប្រាប់ទៅព្រោះអ្នកខ្លះគាត់មកញ៉ាំអញ្ចឹងគាត់ក៏មានឈ្មោះហៅអញ្ចឹងទៅសំណុកប្រាប់គាត់គាត់ស្គាល់ហ្នឹងហើយបងប្អូនមកចំនួនប្រហែលជាបានស្គាល់គាត់ណាផឹកឡើងគាត់លក់នំបញ្ចុកស្រស់នៅទល់មុខមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តកំពតហើយដល់ពេលបន្ទាប់ពីចប់លក់នំបញ្ចុកគឺគាត់ឆ្លៀតអាំងនំនឹងលក់បន្ថែមអញ្ចឹងណាហើ
bàn chụp nôm chị tì có chất bỏ nhóm mấy bữa thà nôm nó nhóm chô chất khả lăng á mà xin chị tầm bênh tờ khang bay Olympic rồi có tờ khang bạc tờ bóng tờ xa ấy nâng cứ ở đài cháu lấy bữa thà chẳng ăn nhé hay chấm bố chị ăn bà tè này với nhớ bà tam nhóm thu lọc nhằm nó bạc tờ bóng đôi chị miền ở chị bà phết chị tờ bóng hay nâng chị ở bồng mòn đá hay kịch dễ tác chị miền bà màn bà phết kì dù mà thơ từng ăn chẳng á còn là thà ở bà xin chị chị bồng mòn hay chị tờ bóng anh chẳng viện đôi tùm lại viện khai chân thân niên tích tùa chẳng á hay chấm bố ca ăn với cư dương ăn ở dô bò vì khả lăng á nhưng dô thầm tất cả lạt đó á hay dân chạp ở đàm ở mù vi máu mù vi bè để dân mù vi phìm phìm nó cứ vi nó tôn ở lại ấy nè bằng tay bè để dân tục ở vi cho ta chạy hai vi chạp ở đàm xa rùi vậy hay chạm dân ở chỗ vi cho nông thân á mà xanh chỉ dân chỗ vi cho nông thân tăng phìm phìm chẳng cứ thơ ở nông dân á xa rùi tôn ở mòn hay ở chẳng anh mòn vi đôi ở khoản là vi đôi chỉ bà tè chạy thoa mà đà với nhé mơ bông bông na khá để cho chất nôm năng được nhóm đá bà xanh chị cho chất chui từ lẽ cảm ơn mà nẹ mùi má hay xâm hiệp nẹ đại quát ở toàn đại thật lộp nhóm tế còn anh chơi đặc xa phụ nơi cả lành quát bán nè xâm hiệp tì tăng cứ ở bảo bạ rô tế cứ tôn mộc ở bằng tì ở áp bọt chuẩn bọt khai cập hồn mong á vì ở chỉ tôn mộc trong ở khlong thư viên châu lớn á tại tôn mộc chỉ mùi năng là bồn á chân bông bông à chi màu chỉ nìa năng máu hay cả lệ mơ tới ở nơi kháng truyền đáy khơi nhé này vì tớ quạt coi ăn chập pi mau ở đập pi ấy tớ đập môi đập pi ấy tớ pe pe để quạt chập pi luộn nó bị chọc sổ ha quạt chập đầm ăn ngay hai môi bên tiếp bông bồn trắng tinh cho ta ăn luôn anh các bạn đấy nè quạt miên chỉ luộn chỉ nè chỉ đông chân đá mà đông thông viên nữa hay chấm bùa thả lái bông bồn ai xả xu quạt to lắm nè hay xâm hẹp nè để quạt cho chất khắng ở bờ sân chỉ chờ chăm quạt ấy về từ tình quạt lực tí mũi ai xông lấy tụ sạp quạt tục tức hoặc quạt ăn ôi sạp sạp tức chăm từ vô quạt bê cào anh chẳng á phụ thà được xa thì nhóm tư nó cứ nhóm lịch xông lấy tụ sạp quạt ở chân mòn chân mình đã bóng bốn tức xông của này nhé nè bóng bốn nhóm phép tí tăng hơi chân ai rô khơi nhé nó ចេះកាហ្នឹងចេះកាហ្នឹងអូអានេះខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងណាស់កំពុងតែញ៉ាំទៅកោតញ៉ាំនេះខ្ញុំញ៉ាំលក់ឥឡូវនេះបានញ៉ាំកន្លែងទៅហ្នឹងតែប៉ុន្តែហាក់ជាប់មកហ្នឹងចំពោះមកខាងនេះកន្លែងទីពាន់ 5 មានប្រាំនំហ្នឹងចឹងមួយប្រាំរយចឹងឥឡូវយើងមកធ្វើការជក់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអានក្រៅៗហ្មងនេះបងប្អូនខ្ញុំចង់ញ៉ាំយូរហើយឆាប់លបអត់ដល់តោះតំពេញឬក៏ទៅបាយបាយខាងជំនាញបាយបាត់បងអីមិនបានញ៉ាំហ្នឹងអានខ្មិចខ្មិចចឹងហ្នឹងអឺបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងហើយខ្ញុំញ៉ាំអ្នកបងនិយាយមិនសិនចង់ញ៉ាំតែញ៉ាំតែលាក់ទីតាំងគាត់ឲ្យ ខ្ញុំបងប្អូនស្រួយចឹងសួរខ្ញុំបងខ្ញុំអង្គប៉ុណ្ណឹងគឺពេញឆ្ងាញ់ហ្មងខ្ញុំឲ្យតោះតោះហមទីហ្នឹងតោះទីហ្នឹងល្បីណាស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តបងប្អូនចូលចិត្តតាមទៅតាមទីតាំងដែលខ្ញុំបានប្រាប់មុនហ្នឹងទៅចឹងសម្រាប់វីដេអូយប់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តរកការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមចុចចុច Like Share និងចូលលោកគេខ្ញុំម្